giới thiệu cho mấy anh em một cái chức năng mà liên quan đến đèn thông minh, đó là cái adaptive high beam assist. Thì với cái chức năng này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình, chủ yếu nó sẽ hỗ trợ cho mình lúc mà mình bật đèn pha. Thì với những cái xe bình thường á, khi mình bật đèn pha, đây là đèn code này, hiện tại đang là đèn code này, thì trên đồng hồ nó chỉ hiện cái đèn code đây thôi, đó, một cái đèn code đây thôi. Nhưng mà khi mình bật qua đèn pha này, em gật xuống này, em gật cái cần xuống này, thì nó không hiện đèn pha cho mấy anh, nhưng mà nó sẽ hiện cái chữ A trên đây. Thì với cái chức năng này á, adaptive high beam assist á, nó chỉ bật đèn pha khi mà anh chạy ở tốc độ trên 40 km/h. Bây giờ em thử cho mấy anh coi nè, nó sẽ tự bật đèn pha cho mấy anh coi. Đây, đang chạy ở tốc độ thấp, ban đêm nha. Em ra một cái đường lớn để thử cho mấy anh coi. Đang kiếm đường đây. Mấy giờ mặc dù mình đang chạy hai mấy km trên giờ nhưng mà nó vẫn chưa hiện cái auto đúng không? Chưa hiện đèn pha đúng không? Bây giờ em sẽ thử tốc độ cao hơn một xíu thì mọi người sẽ thấy được cái chức năng của high beam assist này. Adaptive high beam assist. Rồi, bây giờ ra cái đường lớn một xíu. Đây cái đường lớn. Em sẽ nói chung là chạy tốc độ cao hơn một xíu thì mọi người thấy trên đồng hồ nó có cái hiện tượng gì nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu chạy này. Rồi thấy chưa, thấy cái đèn pha nó bây giờ nó mới sáng lên nè, thấy chưa? Có nghĩa là nó trên cái tốc độ, cái ngưỡng của nó mới bật cái đèn pha lên cho anh. Và cái đèn pha này khi mà thấy ở trước vật cản, ở trước cái hướng ngược lại mà có người hay là có cái điều gì đó thì nó sẽ tắt cái đèn pha đi để mà hay là cái hạn chế cái tầm nhìn của người đối diện đi đường, người đi hướng ngược lại. Rồi, video đến đây là hết.